Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 28 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 9, CCTV News Island của Trung Quốc đại lục đưa tin do ảnh hưởng từ vòng hoàn lưu còn sót lại của cơn bão Haikui, cơn bão số 11, mưa bão lớn đã xảy ra ở nhiều nơi ở Ngọc Lâm, Quảng Tây từ ngày Chủ nhật đến ngày thứ Hai. Nhiều tuyến đường bị hư hỏng và hàng trăm cây xanh đường bị đổ. Xảy ra nhiều vụ lở đất khiến gần 10 người thiệt mạng. Các cơ quan liên quan của địa phương đang tiến hành các hoạt động cứu hộ khẩn cấp và tìm kiếm cứu nạn. Từ ngày thứ Bảy đến ngày thứ Hai, do dòng xoáy còn sót lại của hải quỳ suy yếu di chuyển về phía Tây, nên mưa lớn liên tục xảy ra ở hầu hết các khu vực của thành phố Ngọc Lâm. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, nhiều tuyến đường trong khu vực trung tâm phát triển đường cao tốc Ngọc Lâm bị hư hỏng trong ngày thứ Hai. Trong đó có 115 vụ lở đất tại hai quốc lộ và 7 tỉnh lộ gồm quốc lộ 241 từ Hon Hot đến Bắc Hải và tỉnh lộ 508 từ Shanxi đến Luzhan. Với tổng khối lượng lở đất khoảng 33.670 m3, quốc lộ 359 từ Phật Sơn đến Phú Ninh. Giao thông bị gián đoạn tại khu vực thôn Kemu và thị trấn Jonggan của huyện Bai. 109 cây xanh bị đổ trên toàn tuyến, 16 tuyến đường bị ngập. Vào lúc 8 giờ sáng ngày thứ Hai, Trung tâm Phát triển Đường Cao tốc Ngọc Lâm đã kích hoạt cảnh báo khẩn cấp cấp 4 đối với các trường hợp khẩn cấp trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ thông thường. Đồng thời đi kiểm tra 3 quốc lộ và 9 tỉnh lộ trong khu vực Ngọc Lâm để tiến hành kiểm tra mạng lưới hệ thống thoát nước đường cao tốc, cầu cống trên địa bàn quản lý. Lần đầu tiên, nhân sự và máy móc đến địa điểm lở đất đoạn K84-800 của quốc lộ Quý Cương – Anh Kiều, K84-800, thị trấn Vĩnh An, huyện Bồ Bài, thành phố Ngọc Lâm, khu làng Thạch Sung, thị trấn Vĩnh An, huyện Bồ Bài, thành phố Ngọc Lâm và khu thôn K511-550 Kemu. K511-550, làng Kemu, huyện Bồ Bài, thành phố Ngọc Lâm, quốc lộ Phật Sơn, Phúc Ninh, quốc lộ 359 để thực hiện các hoạt động cứu hộ và cấp rút thông đường cao tốc đúng giờ. Tính đến 17 giờ ngày thứ Hai, Trung tâm Phát triển Đường Cao tốc Ngọc Lâm đã điều động tổng cộng 346 nhân sự và 87 máy móc, phương tiện cứu hộ khẩn cấp tham gia công tác cứu hộ, xử lý tổng cộng 7.679 m3 đất lở, 109 cây xanh ngã đổ trên đường. Hiện tại, tất cả các tuyến đường đã được giải cứu, ngoại trừ 11 đoạn đường được thông xe một nửa, các đoạn đường còn lại được thông xe bình thường. Bão Haikui đổ bộ mạnh vào Đài Đông. Hai cây nổi tiếng trên đại lộ Brown ở thị trấn Chinsai là cây Tấn Thành và cây Jonsai bị thương nhẹ, cây còn lại bị thương nặng. Ao Dapo cũng đầy lá rụng. Vẻ đẹp của ao đầy sen ngày xưa không còn như xưa sau khi chứng kiến thiên tai bão lũ một lần nữa. Những người điều hành dịch vụ cho thuê ô tô gần đó cho biết lượng khách du lịch giảm 40% với hy vọng đẩy nhanh quá trình khắc phục hậu quả của thiên tai và vực dậy nền kinh tế du lịch. Danh lam thắng cảnh nổi tiếng Jinchen Yushu ở thị trấn Chinsai đã bị bão Haikou tàn phá. Hai cành lớn bị thổi bay, vỏ cây đón gió cũng bị gió mạnh thổi bay. Cây Jonsai cách đó 100 m là không thể chịu nổi cơn gió mạnh đã bị gãy đổ xuống đất. Trong khi bão Haikou ở rất xa, nhiều khu vực của Đài Đông đang tăng cường nỗ lực khắc phục sau thiên tai. Tuy nhiên, các điểm du lịch dựa vào phong cảnh đẹp để thu hút khách du lịch đã bất ngờ mất đi hào quang nổi bật. Và lượng khách du lịch đã giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Một nhà điều hành dịch vụ cho thuê ô tô điện ở thị trấn Chinsai cho biết cơn bão không chỉ đổ bộ vào đại lộ Brown mà còn làm hư hại nghiêm trọng những bông hoa trên núi Chike ở Hoa Liên. Do hai nơi ở phía đông Hoa Liên bị thu hút lẫn nhau nên khả năng đi lại của khách du lịch đã giảm sút. Những người trong ngành khác cho biết ngoài những địa điểm du lịch cần được cải tạo, phục hồi, xe điện vốn là công cụ kiếm tiền cũng bị bão tàn phá không thương tiếc, gây thiệt hại từ 500.000 đến 600.000, ngay cả khi khách du lịch quay trở lại, họ có thể không được nhìn thấy hoặc ăn uống. Thưa quý vị, mưa lớn đã tàn phá miền Nam Trung Quốc, làm ngập lụt các ngôi nhà và đường xá ở vùng trũng, chặn đường cao tốc và buộc các quan chức phải ra lệnh đóng cửa các trường học trong khi những trận mưa bão kỷ lục kéo dài trong khu vực. Tính đến sáng thứ Sáu, thành phố thương mại Thâm Quyến phía Nam Trung Quốc giáp Hồng Kông đêm qua đã nhận được lượng mưa 202,8 mm, hãng thông tấn chính thức của thành phố đưa tin. Lượng mưa lớn nhất kể từ khi hồ sơ bắt đầu vào năm 1952. Khoảng 150 mm lượng mưa đã rơi ở Hồng Kông trong vài giờ. Theo South China Morning Post, trụ sở đài quan sát Hồng Kông đã ghi nhận lượng mưa hơn 150 mm chỉ trong một giờ,
Đây là lượng mưa cao nhất tại địa điểm này kể từ khi hồ sơ bắt đầu vào năm 1884. Tại Hồng Kông, ít nhất một ga tàu điện ngầm bị ngập và hành khách bỏ xe mắc kẹt trên những con đường biến thành sông dữ dội. Các video trên mạng xã hội cho thấy hành khách bị mắc kẹt trên xe buýt ngập trong nước sâu đến bắp chân giữa các ghế. Ngoài ra còn có video ghi lại cảnh hành khách MTR bàng hoàng khi vào ga Hồng Tai Sin và phát hiện sân ga chìm trong nước. Mưa lớn là do tàn dư của bão Hai Cui. Cơn bão di chuyển dọc theo bờ biển Trung Quốc, cuối cùng đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông, đông dân cư, nơi có nhiều trung tâm sản xuất và thương mại của Trung Quốc. Trên mạng xã hội và các trang tin Trung Quốc, cảnh quay cho thấy nước bùn dâng cao cuốn trôi ô tô, nhấn chìm các bãi đỗ xe ngầm và nhấn chìm các ngôi nhà. Các quan chức tại một bệnh viện ở Thâm Quyến cho biết 20 bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt đã bị mắc kẹt trong nước sâu đến đầu gối. Khi được phóng viên liên hệ, một nhân viên tại bệnh viện cho biết vấn đề đã nhanh chóng được giải quyết nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết hoặc tên của anh ta. Giới chức Thâm Quyến cho biết các nhân viên cứu hộ ở Thâm Quyến đã sơ tán hoặc giải cứu hơn 3.000 người khỏi nguy cơ lũ lụt. Các quan chức cũng thông báo rằng nước sẽ được xả từ một con đập gần đó vào sáng sớm thứ Sáu để giảm bớt áp lực cho nó và cảnh báo người dân ở hạ lưu tránh xa con sông đang dâng cao. Nhưng để giảm bớt lo ngại của công chúng, thành phố cho biết việc xả lũ sẽ bị hạn chế. Theo ước tính chính thức, mưa xối xả cũng tấn công các khu vực ven biển ở tỉnh Phúc Kiến, phía đông nam Trung Quốc, buộc khoảng 300.000 người dân phải di rời đến các địa điểm an toàn hơn. Một số cư dân của thành phố Trác Châu phía bắc Trung Quốc đã tổ chức các cuộc biểu tình vào tháng trước sau khi các quan chức mở các cửa xả lũ và đập tràn dẫn đến các khu vực chứa lũ, làm ngập lụt phần lớn khu vực. Việc xả nước lũ trong khu vực rõ ràng là nhằm ngăn chặn lũ lụt ở các khu đô thị lớn hơn, bao gồm Seongan, một thành phố mới do lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình bảo vệ. Hôm thứ Năm, ông Tập đã đến thăm Thượng Trí, một thành phố ở phía đông bắc Trung Quốc cũng bị lũ lụt tấn công vào tháng trước. Các trường học ở Hồng Kông, Thâm Quyến và các nơi khác ở miền nam Trung Quốc đã đóng cửa vào thứ Sáu. Nhưng trên khắp khu vực, một số người đã trở lại làm việc bất chấp tình trạng giao thông bị gián đoạn. Thưa quý vị, bị ảnh hưởng bởi mảng áp thấp gắn liền với tàn tích của bão Hải Quỳ, bão số 11, mưa lớn bắt đầu đổ xuống dọc bờ biển Quảng Đông Trung Quốc vào ngày thứ Năm và thậm chí cả Hồng Kông cũng hứng chịu lũ lụt sau trận Hồng Kông. Đài Thiên văn Hồng Kông phát tín hiệu cảnh báo mưa bão đen vào lúc 0 giờ 05 phút ngày thứ Sáu, liên tục trong 12 giờ. Nó đã lập kỷ lục về tín hiệu cảnh báo mưa bão đen dài nhất trong lịch sử và vẫn chưa được dỡ bỏ tính đến thời điểm báo chí đưa tin. Nhiều người đặt câu hỏi về nguyên nhân lũ lụt. Có người cho rằng có liên quan đến việc xả lũ ở Thâm Quyến, thậm chí còn nghĩ đến việc bảo vệ Bắc Kinh, bỏ rơi Hà Bắc, dẫn đến lũ lụt thảm khốc ở Trác Châu và những nơi khác. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Hồng Kông, một số chuyên gia địa phương ở Hồng Kông tin rằng lũ lụt ở hầu hết các khu vực của Hồng Kông có thể là do rác thải và mảnh vụn do cơn bão số 10 gây ra trước đó đã bị cuốn vào hệ thống cống rãnh và đường ống thoát trước đợt mưa lớn hiện nay trước khi được dọn sạch gây phù sa. Tại Hồng Tai Sin, nơi được coi là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đoạn video ga tàu điện ngầm bị dòng nước nhấn chìm đã được lan truyền trên Internet. Các chuyên gia cũng cho rằng do hạn chế về địa hình của Hồng Tai Sin, nước mưa từ Lion Rock về cơ bản sẽ theo núi và chảy từ đỉnh núi chảy đến khu vực Hồng Tai Sin, nên thỉnh thoảng xảy ra thiên tai lũ lụt ở khu vực này. Đối với lũ lụt ở quận phía Bắc Hồng Kông, các chuyên gia chỉ ra có thể liên quan đến việc xả lũ ở Thâm Quyến, nhưng cũng nhấn mạnh việc xả lũ là khó tránh khỏi. Vì nếu không làm rất có thể sẽ gây ra tình trạng kè sẽ vỡ thì tình hình lũ lụt lúc đó sẽ càng thêm nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, nhiều người dân Hồng Kông hài lòng với quyết định vào thời điểm thông báo xả lũ của Thâm Quyến, đồng thời đặt câu hỏi về việc xả lũ của hồ chứa Thâm Quyến vào lúc 0 giờ 15 phút ngày thứ Sáu. Đầu tháng, tình hình bi thảm khi xả lũ Hà Bắc để bảo vệ Bắc Kinh. Họ thẳng thừng tuyên bố mọi chuyện có vẻ không ổn như những gì Cục Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Thâm Quyến nói. Tác động của việc xả lũ tới hạ lưu sẽ không quá lớn và nước sẽ xả dọc sông Thâm Quyến vào vịnh Thâm Quyến rồi chảy ra biển. Thưa quý vị, một vụ lở đất xảy ra ở làng Weijiping, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc vào chiều ngày 27 tháng 9 do mưa lớn. Ngày 28 tháng 9, giới chức thông báo có 21 người thiệt mạng tại hiện trường và 6 người khác vẫn mất tích. Cục Quản lý Khẩn cấp Tây An chính thức thông báo thảm họa cũng gây hư hại 12 ngôi nhà, hư hỏng quốc lộ 210 và 21, hư hỏng nhẹ khác. Do cơ sở hạ tầng điện bị phá hủy, 900 cư dân không có điện và 55 trạm cơ sở liên lạc đã ngừng hoạt động. Các quan chức chỉ ra rằng, sau khi phân tích sơ bộ của chuyên gia cho thấy, nguyên nhân gây ra thảm họa ở địa phương là do lũ quét và lở đất bất ngờ do mưa lớn trong thời gian ngắn, công việc sửa chữa vẫn đang được tiến hành.
Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!